Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2014. Hội đồng Quốc nguyên Việt Nam và nhân loại làm việc theo lệnh của Thượng đế toàn năng và của bà tổ tiên mình và của hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Trước mặt chúng ta là hình ảnh những anh hùng chiến sĩ trận vong ở khắp mọi nơi kết tụ lại hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại được biết về cơ trời đang chuyển và sẽ có một số những kẻ ác bị hủy diệt bởi vì họ đã không thực sự sám hối, lập công chuộc tội. Ngày hôm nay thì tôi với tư cách là y thiền sư Thánh Gióng và tôi nhận lãnh hồng ân đặc biệt của Thượng đế toàn năng cùng ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong bảo tôi cảnh báo cho đồng bào Việt Nam chúng ta được biết gấp và đồng thời cảnh báo luôn cho cộng đồng thế giới được biết luôn. Thì những ai biết nhiều thứ tiếng dịch ra, tôi với tư cách là một y thiền sư thành ra tôi nhận sấm điển của Thượng đế và của ông bà tổ tiên mình và của hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Thành ra ngày hôm nay tôi nói chuyện đồng bào nhớ lắng động tâm hồn bình thản sám hối thì may ra quý vị mới có thể nhận thức được và hiểu tôi nói gì. Và những gì tôi nói đây là Thượng đế mở miệng tôi nói cũng như ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta mở miệng tôi nói và cũng như hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong mở miệng tôi nói, thành ra đồng bào cần phải để ý. Với một tấm lòng thật sự sám hối thì mới có thể hiểu được. Và khi hiểu được thì đó là một kho tàng vĩ đại, vô giá, quan trọng nhất mà cuộc đời của quý vị may mắn được nhận lãnh. Bởi vì sự hiểu biết sẽ dẫn dắt quý vị đến con đường cứu rỗi do hồng ân của cha trời Thượng đế toàn năng ban cho quý vị và gia đình quý vị. Kính thưa quý vị, đây là những hình ảnh phép lạ mà chúng tôi đã chụp được trong lúc chúng tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại miền Nam California. Thì kính thưa quý vị, những hình ảnh này đã được đăng ký tại Hàn Lâm Viện Thế giới US Congress Public Library. Và hiện tại bây giờ thì các nhà lãnh đạo trên thế giới đang tìm tòi và học hỏi cũng như nghiên cứu tại sao những phép lạ này hiện ra vào thời điểm đặc biệt mà hiện tại bây giờ thì nhân loại đang đứng trước cơn tận diệt và cuối đường hầm thì nhân loại chúng ta tối hù lăn vào những bóng tối đen hơn mõm cho mực, u mê ù lì bê trễ tham sân si. Tiếng Việt bình dân mình nói là ngu chết mẹ, ngu mà đến ở chết mẹ mình nữa thì thôi quá tai rồi, mẹ mình thì quá dễ thương, mang nặng đẻ đau ra mình cho mình hình hài vóc dáng để mà sống, để mà học hỏi, để chiêm nghiệm, để tồn tại cùng càn khôn, mà mình á ngu nó nổi mà chết mẹ mình luôn thì thôi chuyện này quá đáng. Thì cái vấn đề nó như vậy, tại sao những phép lạ này hiện ra vào khoảng thời gian đặc biệt này, tức là nhân loại đang đứng trước cơn tận diệt và những đường lối giải thoát của con người thế giới nhân loại thì thật sự rất là giới hạn, bởi vì sự hiểu biết của thế giới nhân loại thì so với sự hiểu biết của thế giới thiên loại thì chúng ta biết tới đâu.
chúng ta giống như những kêu bằng hạt cát trong sa mạc. Đồng bào cứ đếm đi, thế giới này có khoảng 7 trên 7 tỷ người, thì đếm cho 8 tỷ hạt cát đi. Tuy nhiên trên sa mạc thì có bao nhiêu ức triệu tỷ ức tỷ hạt cát. Ôi thế thì sự hiểu biết của nhân loại chúng ta so với sự hiểu biết của thế giới thiên loại thì chúng ta yếu xìu 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 ở nển, ôi dởm dởm. À, thành ra đừng có so sánh với thế giới thiên loại rồi hóng hách thì chết rồi. Cái vấn đề ở đây á là chúng ta không thể chạy khỏi thế giới thiên loại, bởi vì thế giới thiên loại ban cho chúng ta sự sống. Thánh giống chúng tôi thì có dịp học hỏi một số vấn đề mà tôi cho rằng là vô cùng quan trọng và đặc biệt, và tôi rất may mắn được học hỏi từ cha trời Thượng Đế toàn năng và từ ông bà tổ tiên Việt Nam mình, cũng như từ hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong. Và kính thưa quý vị, sự hiểu biết này tôi cần san sẻ lại cho quý vị, bởi vì đây là luật lệnh của Thượng Đế bảo tôi san sẻ cho quý vị, chứ thật sự tôi chán quý vị lắm, tại vì quý vị để tôi làm việc kêu bằng mồ côi đó. Tức là đa số thân mình cứ lầm lũi, cứ kêu bằng lầm lì lì làm việc, kêu bằng mình nói xin lỗi, từ mà lúc mà 6 tháng tuổi là bắt đầu là biết bắt đầu biết hiểu biết và nhận thức và nhớ, là từ lúc tôi là 6 tháng là tôi đã nhớ rồi. Thì thôi bị chuyện tôi nói sao, bởi vì tiền kiếp tôi thì tôi là y thiền sư, tôi được Thượng Đế cho giáng lâm trở lại nhiều lần rồi chứ không phải là một lần đâu. Thì nói đến đây thì khi mà quý vị nói vấn đề tôn giáo thì có nhiều tôn giáo nói ôi giời ơi, tôn giáo người đời đặt ra, nó dụ nói là ôi sẽ làm gì có tiền kiếp này kia rồi các cái, kiếp trước thì rồi cái rồi này kia rồi cái. Tôi cho quý vị biết vấn đề tiền kiếp là có thật cái chuyện đó, tại vì nếu mà có quá khứ, có tương lai, có hiện tại thì phải có quá khứ. Mà quá khứ là gì? Quá khứ tức là kiếp trước. Ngay cả Thiên Chúa Giêsu Ngài cũng là chưa bao giờ phủ nhận vấn đề tiền kiếp, bởi vì Ngài chưa bao giờ đề cập tới, nói đến những vấn đề tiền kiếp. Nhưng mà Ngài có dạy dỗ về những cái việc mà trước đó, những sự việc đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy đến. Thì có hiện tại, có tương lai thì đương nhiên phải có quá khứ, mà có quá khứ tức là phải có tiền kiếp. Và Chúa Giêsu chưa bao giờ phủ nhận. Vấn đề tức là Ngài không có nói là Ngài xác nhận không có tiền kiếp. Điều này chúng ta cần phải học hỏi, bởi vì Chúa Giêsu chưa bao giờ nói là con người không có kiếp trước tiền kiếp. À, thành ra phải cẩn trọng. Thì vấn đề này mình để qua bên đi, từ từ mình tính sau. Sau này có dịp mình ngồi đàm đạo với những tay mà đạo trưởng thế giới này kia, đồ lãnh đạo, các nhà lãnh đạo thế giới tôn giáo này kia, cái lúc đó Thánh Gióng mới mở miệng thì sẽ nói vấn đề đạo cho những cái tay đó nghe. Bởi vì Thánh Gióng còn một cái trọng trách nữa là Thượng Đế gắn cho Thánh Gióng một cái chức nữa là đạo trưởng thế giới. Thành ra những cái tay mà lãnh đạo các tôn giáo làm là lãnh giữ trên thế giới, tức là những lãnh đạo các nhà tôn giáo trên thế giới đó, cần phải nghe lời Thánh Gióng hướng dẫn những cái điều mới mẻ của Thượng Đế ban cho nhân loại mà Thánh Gióng đã nhận được. Và Thượng Đế bảo Thánh Gióng phải nhắc nhở và khuyên nhủ những cái tay mà đang đóng những cái vai mà lãnh đạo các tôn giáo này kia đồ trên thế giới đó, cần phải học hỏi. Thì chuyện đó mình tính sau đi. Bây giờ nói vấn đề như thế này, mình con người, mình nhân loại, mình có
cũng là con đó, một con người rồi lại có con vật, à, đó là thế giới súc vật, súc sinh. À, có nhân loại, có súc sinh, thế giới súc sinh có thế giới nhân loại. Thế thì phải có thế giới thiên loại, à, mà trước mặt chúng ta là chúng ta đang nhìn hình ảnh thế giới thiên loại. Đây là hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây, kết tụ lại những khuôn mặt vô cùng đặc biệt, bị thương chết rồi nhưng mà hiện ra là bởi vì họ là những anh hùng chiến sĩ tiên phong, họ đã hy sinh rồi. Nhưng mà sau đó thì Thượng Đế cho họ tỏ hiện ra để mà làm việc tiếp tục những cái công việc quan trọng mà họ được Thượng Đế chọn lựa để làm vào công cuộc mà góp phần cứu rỗi chúng sinh. Cái chuyện này quan trọng lắm. Thì ở đây đồng bào thấy gì đây? Hình ảnh ông bà tổ tiên mình, ông rồng bà phụng nè, đó rõ ràng không? Ở trên là cái ở trên là hình màu gốc, còn phía dưới là hình tôi làm đậm hơn để cho ai mắt yếu rồi coi đó mà. Còn thí dụ như bên đây là cái hình cái màu gốc màu màu xanh da trời, còn còn đen thì tôi làm hình trắng đen để cho đồng bào nhận diện dễ dàng hơn, tại vì có những người đó mắt yếu, đúng không? Mắt yếu thì cần phải xem xét như thế nào, tại vì đen mà nó rõ ràng một bên đó là màu màu sắc đàng hoàng, còn bên đó là trắng đen. Thành ra quý vị phải để ý cho kỹ càng cặn kẽ, bởi vì chúng ta không thể nào nói ồ cái hình này là hình trắng đen Photoshop. Ở đây chúng ta phải có hình màu gốc đây nè, đó rồi chúng ta mới có thể làm hình màu trắng đen được, tức là phải có hình màu gốc. Technology chỉ có thể giúp được như thế thôi, tức là phải có màu gốc thì người ta mới có thể giúp mình được làm những hình màu khác nhau. Thì vấn đề nó như vậy, chúng ta đang đối diện với thế giới thiên loại hướng dẫn chúng ta. Và người Việt Nam chúng ta đã chụp được những hình ảnh này bởi vì tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện và tôi đã chụp được những hình ảnh này. Và thưa đồng bào rất ngỡ ngàng, tôi đâu ngờ tôi chụp được những hình ảnh đặc biệt này đâu, như thế này. Mà càng nghĩ tôi càng kêu bằng phải nói là hoang mang lắm, mà tại vì quá vĩ đại. Đồng bào đấy còn mặt Chúa Giêsu nè, đây là mặt Chúa Giêsu nè, cái hình màu gốc nè, mặt Chúa Giêsu nè, đó. À, chúng ta làm hình màu đậm hơn, à, tức là phải có hình 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 màu gốc thì chúng ta mới thể làm đậm hay lợt, đúng không? Đó, mình rõ ràng lắm chứ không phải mình nói chuyện mà vu vơ mù mờ gì đấy đó. Còn đây là hình quỷ Sa Tăng nè, đó hiện ra trên mây nè, đó thế nè, đó. Bà có thấy hình quỷ Sa Tăng không? Đó. À, mà đây cũng là cái hình ảnh cảnh báo về động đất tsunami, nước biển dâng tới mây, sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng và cả thế giới này sẽ xáo trộn lắm, là bởi vì kinh tế sẽ sụp đổ khắp quả địa cầu, rồi nạn đói khắp nơi, tại vì cái này là cái chuyện mà Thượng Đế sẽ nắn quả địa cầu lại cũng như ngài này ngài đã từng làm nhiều lần trong quá khứ, bởi vì tội ác nhân loại đó gây ra nhiều quá đi rồi không giải quyết được thì rốt cùng thì chính ngài cũng phải giải quyết. Ngài sẽ sàng lọc, ngài sẽ trừng phạt, rồi ngài sẽ làm những gì mà ngài cần phải làm để cho sự sống được tồn tại và cũng như để cho con cái của ngài, tức là những người hiền hòa đó, được sự công bình bác ái, bởi vì những người hiền hòa thông thông thường là họ là những người chịu đựng á, chịu đựng nhiều quá đi, đến một cái lúc mà họ chịu đựng hết nổi rồi, tại vì cái sự mà đau khổ quá đó của những cái ác gây ra làm phiền lụy đến họ, thì đến một cái lúc mà quá tai rồi thì đương nhiên Thượng Đế sẽ can thiệp, thì lúc đó là những cái ác sẽ bị hủy diệt. Và đây là hình ảnh đây nè, đồng bào nhìn kỹ lại còn thấy một đây là một ông rồng vĩ đại đang phun lửa, rõ ràng lắm chứ không phải là chuyện đùa nhé, đây là ông rồng đang phun lửa đó, cái đầu rồng đó. Mà đồng thời đồng bào nhìn kỹ đó là hình anh hùng chiến sĩ trận vong,
Đó, đồng bào coi đi. Thì cái vấn đề nó như vậy, tại sao người Việt Nam mình chụp được những hình ảnh này mà lại không phải là những cái người khác, tức là những giống dân khác, mà lại là người Việt Nam chúng ta. À, thưa đồng bào, rõ ràng lắm ạ. Thì tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tức là trời kêu ai nấy giả. Thì cái vấn đề nó như thế này, thưa đồng bào. Chúng ta cần thông báo những cái lạ này cho cả thế giới được biết. Và nhất là người Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được biết. Và nhất là ở tại quê hương Việt Nam chúng ta cần được biết gấp. Và hiện tại thì ở Việt Nam có hàng triệu người biết rồi. Bởi vì chúng tôi đã làm việc liên lỉ từ năm 1999, thành lập Hội đồng Quốc nguy Việt Nam. Làm việc liên lỉ cho đến năm 2009 là bắt đầu nhận được thêm sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng và những phép lạ vĩ đại hiện ra trên mây do quyền năng của Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra. Thì thưa đồng bào, thì tất cả những cái dẫn chứng đặc biệt này đi đến kết luận là dân tộc Việt Nam chúng ta đã được Thượng Đế chọn lựa để làm việc góp phần cứu nguy nhân loại nói chung, và đương nhiên đồng thời làm việc cứu Việt Nam chúng ta. Thì thưa đồng bào, trời kêu anh ấy giả, ở đây mình đâu có cãi lời lệnh của ai đâu. Trời kêu rồi phải phải nghe lời thôi, chứ đâu có chuyện mà vu vơ mù mờ xem thường lực lệnh của Thượng Đế là không được. Thì bây giờ tôi hỏi đồng bào Việt Nam mình có vâng lệnh Thượng Đế chưa? Có đồng hành với Ngài để thông báo những tin mừng này đến cho nhân loại được biết chưa? Đồng bào đã làm chưa? Tôi hỏi đồng bào rất rõ ràng. Đồng bào đã làm bổn phận của mình chưa? Nếu ai chưa làm thì chúng ta cần phải làm gì? Mình phải hỏi rõ ràng á. Chứ không phải là chưa làm rồi cứ vu vơ mù mờ, rồi cứ giả mù say mưa làm như không biết chuyện gì, không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi cái kêu bằng ôi đâu tôi đâu biết gì đâu, tại vì ông thánh giống ông nhận được những hình ảnh này thì ông là cái người phải lo thông báo chứ đâu phải là gì. Tôi đâu phải là người nhận được những hình ảnh này, những phép lạ này, những mặt khải này, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, chẳng lẽ Thượng Đế tỏ hiện ra cho trên 7 tỷ người, tức là biết những cái phép lạ này, tức là Ngài phải tỏ hiện ra 7 tỷ lần để thông báo cho đồng bào được biết, đồng bào nhân loại được biết về những phép lạ này à? Cái này đồng bào có giá đòi hỏi quá đáng hả? Tại sao mà cũng giống như đồng bào đi làm việc mà giao hàng ấy, delivery á, một cái information gì đó hả? Một cái điện tín mà quý vị phải chạy đến 7 tỷ lần để giao cho người nhận. Trời ơi, làm sao mà phải chạy đến 7 tỷ lần để giao cho người nhận. Và trong cái đó quý vị có thể đưa lên Internet và kêu gọi cho 7 tỷ người, người ta vào, người ta coi, người ta nhận những cái information, những cái thông điệp, những cái dẫn chứng, những cái phương pháp, những cái hồng ân, và nhất là sự cứu rỗi khỏi bị hủy diệt. Thì tất cả mọi người đều có thể lên Internet để xem xét, để nhận lãnh.
chi tiết mật mã về hồng ân của Thượng Đế ban cho. Thì Thượng Đế đã cho tôi nhận được những mặt khải và những phép lạ này, và có nhiều người chứng, thì tôi đã thông báo trên Internet rồi. Thì bây giờ đồng bào phải lo thông báo với nhau để mà cho nhiều người được biết, để mà nhận lãnh những hồng ân này, chứ chẳng lẽ đồng bào cái bằng phải chờ Thượng Đế đến mỗi người, thấy không, cho mỗi người, tức là phải ra đứng cầu nguyện rồi chụp được những hình ảnh này, rồi cũng như là chờ cho mỗi người cầu nguyện rồi Thượng Đế đến trong giấc ngủ rồi ban những mặt khải mà đến 7 tỷ lần như vậy đó. Tại sao đây đây nó không có chuyện kỳ cục vậy, sao mất thời giờ vậy? Đây là những ấn chứng, những chứng minh rõ ràng. Khoa học đâu có làm được, khoa học nhân loại không làm được những hình ảnh này hiện ra trên mây. Mà đây là khoa học thiên loại, đây là khoa học đầy quyền năng của thế giới thiên loại mới có thể làm được những hình ảnh này. Đó, thế thì quý vị đồng bào cần phải nhận lãnh mà học hỏi chứ. Và phải thực thi theo những sấm lệnh của Thượng Đế ban cho chứ. Thì quý vị mới nhận lãnh được tất cả những gì mà Ngài có, Ngài sẽ ban cho quý vị hết á. Chứ còn quý vị chờ đến ngày đến phiên lượt quý vị mà ngài quý vị bắt buộc ngài phải thông báo đến 7 trên 7 tỷ lần, tại vì hiện tại quả địa cầu này có trên 7 tỷ người và 7 trên 7 tỷ người này cần biết những phép lạ này. Bây giờ quý vị đòi hỏi là Thượng Đế phải tỏ ra trên 7 tỷ lần những phép lạ này cho mỗi người, mỗi cá nhân được biết thì quý vị mới tin tưởng. Thì cái chuyện này quý vị đòi hỏi lố bịch quá. Lố bịch mà bánh độ mà ngu xuẩn đó. Đúng không? Thay vì người ta, một người người ta đã nhận được rồi. Người đó là đóng cái vai là gì? Là người delivery, là người giao hàng. Thì tôi là người đóng vai delivery, người giao hàng thôi. Thì tiên tri của Thượng Đế là vậy đó. Tức là nhận những cái mặt khải, những hồng ân của Thượng Đế. Rồi thông báo lại cho nhiều người được biết. Và những ai biết những hồng ân đặc biệt này thì tiếp tục thông báo cho nhiều người khác được biết. Và những ai có đầy đủ phương tiện bằng cách này hay cách khác thì hãy phụ giúp kêu gọi lẫn nhau để thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết. Đó là cái chuyện như vậy. Chứ quý vị cứ đòi hỏi Thượng Đế phải hiện ra trên 7 tỷ lần cho trên 7 tỷ người xem những phép lạ này riêng tư, rồi ban mặt khải riêng tư cho trên 7 tỷ người nữa, riêng tư thôi. Tại sao quý vị đòi hỏi gì kỳ vậy? Uổng phí thời gian vậy? Ây da, điều này mình phải xét lại. Thì cái vấn đề như vậy, thưa quý vị, tôi đã nhận được những hình ảnh này, những phép lạ này và những mặt khải thì tôi đã thông báo. Bấy lâu nay thì đến giờ phút này quý vị cần phải làm gì? Đó là chuyện của quý vị, mỗi cá nhân chúng ta, người Việt Nam hay là người ngoại quốc hay là bất cứ người nào. Nhưng mà trên thực tế thì trên quả địa cầu này thì tất cả nhân loại đều là đồng bào với nhau, đồng bào nhân loại. Chúng ta có trên 7 tỷ người, đây là một đại gia đình ở quả địa cầu và chúng ta cùng nhau sống chung một nhà. Đó là cái con thuyền có cái tên là quả địa cầu, trái đất. Con thuyền quả địa cầu chỉ có một, đang quay giữa không gian. Đang quay giữa không gian, đây là một con thuyền. Thì chúng ta có bổn phận phải thông báo cho nhau được biết về những phép lạ này. Và kính thưa quý vị, tôi không biết chừng nào quý vị chờ đến chừng nào, chờ quý vị gấp gáp sắp chết rồi quý vị mới nói oh my goodness, bây giờ mình phải lo thông báo gấp, bởi vì mình đã trễ nải quá rồi, bây giờ mình phải lo thông báo gấp. Thưa quý vị cẩn trọng, bởi vì thời giờ của chúng ta đó, mỗi cá nhân chúng ta rất là giới hạn. Thì nếu mà những quý vị chưa làm thì quý vị đây là cơ hội cuối cùng để cho quý vị thông báo những tin mừng này đến cho nhiều người được biết. Và quý vị, nếu mà quý vị có khả năng phụ giúp Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại để làm việc thông báo cho nhiều người được biết thì đây là cơ hội tốt nhất để quý vị lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức
địa chỉ đây, bởi vì lên cái trang website này rồi sẽ biết địa chỉ của chúng ta. Rồi quý vị cần làm gì, quý vị phụ giúp chúng tôi có thêm đầy đủ ngân sách để làm việc. Bởi vì thưa quý vị, đa số người Việt Nam chúng ta đã chưa làm bổn phận của mình, điều này thật là tệ hại và nhục nhã, đau buồn, và đồng thời phải nói là tệ hại lắm, là bởi vì chúng ta vô tình hoặc cố ý khinh thường hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng ưu ái ban cho dân tộc Việt Nam chúng ta biết trước. Thì đây là địa chỉ của chúng ta, đồng bào có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ này. Đây là địa chỉ của chúng ta đây. Check hoặc money order xin gửi về địa chỉ này. Còn những ai, những người nào muốn gửi thẳng vào account của chúng ta thì đây là account của chúng ta đây. Tôi để đây để tôi quay cho đồng bào coi cái account của chúng ta rõ ràng lắm. Thì chúng tôi sẽ nhận được, đây là account của chúng ta nè. Số account everything đó. Một là gửi check hoặc money order về địa chỉ của chúng ta mà tôi đã vừa trình bày. Còn hai là đồng bào gửi thẳng vào account của chúng ta để chúng ta có đầy đủ ngân sách để tiếp tục thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta đã có trên 20 triệu view đã vào xem xét những phép lạ này. Và ở Việt Nam thì có trên dưới 1 triệu người, 1 triệu view đã vào ở Việt Nam chúng ta xem xét những phép lạ đặc biệt này. Đây là địa chỉ văn phòng của chúng ta. Và hiện tại bây giờ thì trên thế giới thì các nhà lãnh đạo trên thế giới đang theo dõi, học hỏi và họ đang ngỡ ngàng cũng như kinh ngạc và có vẻ rụt rè và hơi khiếp sợ, là bởi vì họ đã và đang trễ nải, họ đã và đang đóng cái vai thờ ơ vô trách nhiệm đối với lời mời gọi của Thượng Đế Toàn Năng cùng hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để mà cảnh báo họ. Mà nó nhớ đây là linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đầy quyền năng đó, họ chết rồi nhưng mà họ được được Thượng Đế cho tỏ hiện ra để mà cảnh báo nhân loại, và nhất là cảnh báo cái đám Hà Bá mà gây chiến tranh để làm giàu đó, cũng như họ đang cảnh báo cái đám mà truyền thông truyền hình báo chí trên toàn thế giới, và cũng như hàng triệu linh hồn anh hùng chiến sĩ trận vong đang cảnh báo tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới và cũng như tất cả các nhà lãnh đạo các tôn giáo làm lành lánh dữ, hay là tất cả những tôn giáo ác giáo gì cũng vậy, sa tăng giáo gì cũng vậy, họ đã và đang được triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra để cảnh báo họ, kêu gọi họ sám hối, gấp lập công chuộc tội trước khi quá chậm trễ. Và những kẻ giàu có hung dữ ác độc cũng đang đứng trong những số phận của những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm, và tội của họ nặng lắm chứ không không có, có nhẹ đâu. Thành ra ở đây á, chúng ta nói đến việc kêu gọi nhân loại sám hối gấp, nhờ đó những người sám hối thật sự sẽ được cứu rỗi bởi hồng ân của cha trời Giêsu. Thì tôi chỉ làm bổn phận của tôi với tư cách là một tiên tri của Thượng Đế, và đồng thời với tư cách là người lãnh đạo cứu Việt Nam chúng ta, và đồng thời với tư cách là Minh Vương Việt Nam, một lần nữa tôi xác nhận
Tôi xác nhận cùng Lục Thái Long Bảo, tôi chính đây y sư thánh giống Phụ Đổng Thiên Vương tái thế. Đại Việt vương đạo Đại Việt, công bình bác ái, thiên lành nhân bản. Vâng lệnh cha trời thượng đế toàn năng giáng lâm một lần nữa để lãnh đạo cứu Việt Nam chúng ta, và đồng thời tôi chính đây Minh Vương Việt Nam, và tôi có bổn phận phụ giúp đồng bào để đồng bào có dịp phụ giúp cứu nhân loại, bởi vì thượng đế đã ban cho người Việt Nam biết trước về những mặt khải đặc biệt cứu rỗi nhân loại, cũng như thượng đế đã ban cho người Việt Nam chúng ta biết những phép lạ này trước đã hiện ra trên mây. Bởi vì tôi là người Việt Nam gốc Việt, dân Việt chánh gốc, tôi biết được những hình ảnh này, những mặt khải đặc biệt mà thượng đế đã ban cho, thì tôi được quyền thông báo cho đồng bào Việt Nam chúng ta biết chứ, để chúng ta cùng nhau thừa hưởng những kho tàng vĩ đại mà thế giới con người không thể so sánh được. Đây là những kho tàng vô giá vĩ đại, con người không thể so sánh được. Con người không thể nào mà có những phép lạ này, những kho tàng vĩ đại này mà ban cho san sẻ hoặc là san sẻ cho chúng ta. Mà những phép lạ này là chỉ có thượng đế mới có mà ban cho nhân loại chúng ta mà thôi. Thì thưa quý vị, công việc rất rõ ràng, chứ ở đây mình không có nói chuyện mà vu vơ mù mờ vậy đấy đó. Thì đến giờ phút này thì tôi không biết là Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều đã làm bổn phận của mình chưa và làm như thế nào. Thì tôi được biết là có một số người người ta cũng phụ tôi, nhưng mà cái số người này thì đếm ra là trên đầu ngón tay à, tại vì ít lắm, lâu lâu mới có người gửi đến 5-30, 20-30, 50 đồng, hoặc là lâu lâu có người gửi cho 100-200, thỉnh thoảng có người cho 500. Và cái phần còn lại thì chính tôi đa số là tôi gồng gánh do mồ hôi nước mắt của tôi làm ra để mà làm việc bấy lâu nay. Trong số đó thì có một số bằng hữu thân thương, thân cận phụ giúp tôi để làm việc Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Thì những người họ đã phụ giúp tôi bấy lâu nay thì họ đều nhận lãnh nhiều hồng ân của Thượng Đế ban cho họ và gia đình họ. Nhưng mà thưa đồng bào, cái thành phần đó thì rất là quý nhưng mà hiếm lắm, bởi vì chưa được tôi nói đếm đầu ngón tay mà hiếm lắm đó. Thì mình đếm con số đi, kể như từ số 1 đến số 100 á, thì xưa quý vị, số người ủng hộ bằng tinh thần thì đông lắm, hàng nhiều lắm, tôi nói hàng triệu người đó. Nhưng mà cái về cái tài chính vật chất á, thì cái số người mà phụ giúp tôi á, thì chỉ trên dưới 100 người đó. Nhưng mà cái số người mà giúp kêu bằng thường xuyên đó là chỉ có đếm trên đầu ngón tay thôi. Thì thế thì thưa đồng bào, vậy mà hồng ân của Thượng Đế cũng ban cho nhờ có internet, có YouTube, mà bây giờ trên thế giới có trên 20 triệu người đã vào xem xét, và ở Việt Nam thì có trên dưới 1 triệu người, 1 triệu view đã vào để xem xét. Thì đó là một sự thành công vô cùng mỹ mãn mà chính cá nhân tôi cũng không ngờ được. Và chúng ta hiện tại bây giờ là có bao nhiêu chục ngàn video clip về những cách lạ này đưa lên internet. Tôi làm khoảng 5.000 video clip về những phép lạ này, và những người mà ái mộ qua sự kêu gọi của Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam thì họ đã nghe lời và họ đã copy lại rất là chính xác, và họ đã phóng ngược trở lại lên internet. Và hiện tại bây giờ chúng ta có nhiều lắm, bây giờ chúng ta có trên dưới là 50.000 video clip về những cái phép lạ này. Thì bây giờ trên thế giới là không có ngăn cản được, tức là cái thế giới ác trược đó, họ muốn ngăn cản việc làm của chúng ta, họ phá phách nhiều lần lắm, nhưng mà tất cả những người đó đều bị linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong, tức là hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã trừng phạt họ hoặc là hủy diệt họ. Thì giờ đây họ rất là khiếp sợ và họ không dám
quậy phá chúng ta nữa, ngoại trừ những kẻ chưa hiểu biết mà họ đã nhận lãnh tiền của cộng sản, hoặc là vì cái sự u mê của họ, tham sân si mà họ tự chuốc vào thân những hình phạt kinh hoàng khủng khiếp khốc liệt, bởi vì họ cố ý khinh thường việc làm của hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, cũng như khinh thường việc làm của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta, cũng như họ đã cố ý khinh thường hồng ân vĩ đại của cha trời Giêsu, thì chính họ chuốc lấy những đau khổ sầu muộn khủng khiếp và khốc liệt đang đến với họ, đã và đang và sẽ đến với họ, thì họ đáng chịu, và họ sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ hàng ngàn năm. Đây là quỷ Satan này, thì họ ráng chịu thôi, chứ tôi đâu có, tôi đã cảnh báo họ rồi nhưng mà họ không nghe, là bởi vì đã nói rồi, thời mặt kiếp rõ ràng lắm, mà họ không nghe thì họ họ ráng chịu thôi. Chẳng những không nghe mà còn khinh bỉ, còn phá phách, rồi còn ngăn cản, rồi còn tìm cách hủy diệt việc làm của Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Thành ra giờ đây họ lần lượt bị hủy diệt bởi hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đầy quyền năng hủy diệt họ, và đồng thời họ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan. Dẫu rằng họ đang sống nhăn răng đó, nhưng mà việc làm của họ là điều khiển bởi bọn quỷ Satan, và rồi linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ Satan sau khi thể xác họ nhắm mắt lìa đời, thì họ ráng chịu thôi. Tuy nhiên nếu mà họ quyết định sốt sắng lập công chuộc tội, ăn năn sám hối gấp, thì họ sẽ được cứu bởi hồng ân của cha trời Giêsu, vì Ngài sẽ tha thứ và Ngài sẽ cứu rỗi họ. Nhưng mà cái vấn đề là chính họ phải quyết định ăn năn sám hối, lập công chuộc tội gấp. Thì kính thưa đồng bào thân mến, nói đến đây thì ở đây tôi chỉ trình bày ở đây có một phép lạ, hai, ba, bốn, ở đây tôi trình bày bốn phép lạ thôi, nhưng mà đồng bào cần phải vào trang website của chúng ta để xem xét 12 phép lạ. Chúng tôi nhận được trên 20 phép lạ, nhưng mà tôi chỉ đưa lên internet trang website của chúng ta đây nè, khoảng 12 phép lạ thôi. Thì đồng bào có thể học hỏi từ 12 phép lạ này trên trang website của chúng ta rất là rõ ràng. Và trên trang website của chúng ta thì có nhạc tĩnh tâm, thiền định, và đồng thời những hình ảnh phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho có trên trang website của chúng ta. Và đồng bào có thể copy miễn phí từ trang website của chúng ta. Rồi nhớ copy nhiều rồi thông báo cho nhiều người được biết, thì quý vị sẽ được hưởng tràn đầy hồng ân của Thượng Đế ban cho quý vị và gia đình quý vị. Đó là một cách mà quý vị có thể lập công chuộc tội, hoặc là lập công vời đức, hoặc là quý vị cùng lúc làm như thế, quý vị có thể gửi check hoặc money order phụ Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại làm việc, thì quý vị càng được nhiều hồng ân hơn, là bởi vì chúng ta cần thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp về những phép lạ vĩ đại này. Thành ra đây là kho tàng vô giá, và chúng ta là những người đang khai thác những kho tàng đặc biệt này. Mỗi một phép lạ là một kho tàng vĩ đại vô giá tuyệt vời. Thì quý vị được quyền khai thác bằng cách nào đó thì tùy theo quý vị, khả năng quý vị, và quý vị thấy hợp với quý vị về về cái lĩnh vực nào để khai thác về những phép lạ này, thì quý vị tự làm đi. Quý vị có thể copy trên trang website của chúng ta, rồi phân phát hình ảnh này cho nhiều người, hoặc là quý vị thông báo cho nhiều người được biết, hoặc là, mà nhất là ở Việt Nam cần được biết gấp, và hoặc là quý vị gửi check hoặc money order đến văn phòng Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại để phụ giúp chúng tôi làm việc, thì quý vị sẽ được tràn đầy hồng ân của Thượng Đế, hoặc là quý vị gửi check hoặc là money order về địa chỉ của chúng ta đây. Đây là địa chỉ của chúng ta. Check hoặc money order xin gửi về đây. Đó. Còn còn quý vị có account thì quý vị có thể gửi thẳng vào bank account của chúng ta.
tôi lặp đi lặp lại rất là rõ ràng. Thành ra bây giờ đừng có kêu bằng nói ôi tôi đâu có biết làm cách nào để mà lập công bồi đức hay là lập công chuộc tội đâu. Đừng nghe, đừng đừng, tại vì mình không có trốn chạy lương tâm mà được đâu. Thì đó, đây là account nè, không có gì có thể deposit thẳng vào account của chúng ta. Account của chúng ta đó. Hoặc là địa chỉ thì quý vị biết rồi, tôi vừa thông báo đó. Đó. Còn địa chỉ thì đây. Một lần nữa. Rõ ràng chưa? Và cái vấn đề nó như thế này, khi mà thế giới nhiều người được biết á, thì dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta sẽ sớm được cứu rỗi, được giải phóng nhanh. Bởi vì khi mà nhân loại nhiều người được biết á, thì lúc đó là lúc mà cả thế giới sẽ quý mến và kính nể dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta nhờ 12 phép lạ vĩ đại này, cũng như nhờ những mặc khải vĩ đại mà tôi đã nhận được từ Thượng Đế ban cho. Thì đó là việc mà chúng ta cần phải làm. Tiếp theo sau đây thì tôi cần nhắc nhở cho quý vị là đồng bào ở trong nước Việt Nam chúng ta đó, hãy thông báo cho người thân mình và người quen mình từ Bắc chí Nam, đồng bào chúng ta ở mọi nẻo đường, mỗi nhà cần được biết về 12 phép lạ này, cũng như cần được biết về việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam do Thánh Gióng lãnh đạo. Và Thánh Gióng tái thế, Ngài chính là Minh Vương Việt Nam, người mà đồng bào đã mong chờ nhiều thế kỷ vừa qua đó. Người mà đang thưa chuyện cùng đồng bào nè, tôi chính đây, Y Sư Thánh Gióng. Sát thì sát Phật sống của Càn Khôn, của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho Càn Khôn. Cha trời Thượng Đế Toàn Năng là Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đó. Mà Phật Thích Ca tôn thờ là Thiên Thượng, đã, Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn là thế. Còn Hồi giáo thì nói là Thượng Đế. Còn ông bà là tổ tiên Việt Nam mình thì thờ ông Thiên, tức là ông trời đó. Còn Chúa Giêsu thì tôn thờ là Chúa Cha. Đã. Và bây giờ thời mặt kiếp chúng ta có một danh xưng mới để tôn thờ đấng tạo hóa, đấng toàn năng. Đó là Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Đó là danh xưng mới đó nha, đó là Chúa Cha đó, đó là Thiên Thượng đó nha, đó là Thượng Đế đó. Đó là ông Thiên đó. Thì cái vấn đề nó như vậy. Người Việt Nam ở trong nước từ Nam ra Bắc, từ Bắc chí Nam cần được biết về những phép lạ vĩ đại này. Bởi vì đây là hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho người Việt Nam chúng ta biết trước. Trước tiên là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra. Rồi sau đó Ngài cho linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra để cảnh báo nhân loại. Rồi kế đến nữa là Ngài cho ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta hiện ra với vóc dáng ông rồng bà phụng. Đây nè, ông rồng là theo mà thấy ông rồng bà phụng không, đây nè đó, thấy ông rồng bà phụng không, rõ ràng chưa? Ông tổ chúng ta phía trên nè, còn bà tổ phía dưới nè. Cái này hình màu gốc, ở dưới này tôi làm hình đậm hơn để đồng bào ai mắt yếu có thể coi nhận xét tường tận hơn. Và chúng ta có trên dưới 20 phép lạ để mà cảnh báo nhân loại. Thì hiện tại bây giờ đó, khi mà người Việt ở trong nước được biết khoảng chừng 5 triệu người được biết đó, thì lúc đó là lúc mà Cộng sản sẽ đầu hàng vô điều kiện để họ khỏi bị xử tử hình. Thì ở Việt Nam sẽ làm như thế và ở Trung Cộng cũng sẽ làm như thế, bởi vì những phép lạ này đồng bào nhân loại càng ngày càng được biết nhiều hơn và càng được dẫn chứng một cách chính xác hơn qua hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng làm việc.
thì cả thế giới sẽ chú tâm vào 12 phép lạ này và những mặc khải mà thánh giống chúng tôi đã nhận được từ tổ trời ban cho qua hồng ân cha trời Giêsu tỏ hiện ra và trao phó cho tôi y sư thánh giống Minh Vương Việt Nam làm việc. Và tôi kêu cầu và tôi van xin nhắn nhủ van xin luôn nữa, đồng bào mình hãy cùng nhau cùng tôi làm việc cứu Việt Nam chúng ta và đồng thời góp phần cứu nguy nhân loại, bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta và đất nước Việt Nam chúng ta đã được Thượng Đế chọn lựa từ lâu lắm rồi, sổ trời có ghi lâu lắm rồi, có dịp tôi sẽ nói sau. Thì đến giờ phút này thì những ai chưa làm thì bổn phận của mình thì đây là cơ hội tốt nhất để đồng bào làm. Để tôi mình nói thẳng vấn đề đi, thì có người nói là lập công chuộc tội, thấy không? Có người nói thì lập công bồi đức, thấy không? Nhưng mà thưa đồng bào, tôi thành thật lắm, tại tôi là người Nam mà Việt Nam mà kêu bằng thành thật đó. Thành ra tôi xin phép đồng bào cho tôi dùng cái chữ là ở đây chúng ta đừng có nói lên chuyện lập công bồi đức gì, nghe nó chói tai lắm, mà chúng ta hãy dùng ý nghĩa của dòng chữ là lập công chuộc tội. Vì sao? Vì nhân loại chúng ta không có ai hoàn toàn hết, ông trời cũng biết mà. Thành ra chúng ta khiêm nhường đi, chúng ta hãy làm việc lập công chuộc tội thì đúng hơn. Bởi vì cái chuyện mà lập công bồi đức thì thôi, tôi nói xin lỗi, cái chuyện đó hình như là đốt đuốc hoài cũng không thấy luôn. Tại vì đã là mang hình hài con người, khi mà linh hồn nhập vào thể xác của người để hướng dẫn cái thể xác này thì thôi, thể xác này đủ thứ tội lỗi hết, tại vì xác mà. Thì vì tội lỗi đó nên ra chúng ta hãy khiêm nhượng đi, sám hối và nhận thức rõ ràng là chúng ta ước ao được lập công chuộc tội thì đúng hơn. Nhưng mà đồng bào, những con người, nhiều người hóng hách chưa hiểu á, ôi tôi đâu có tội gì đâu, tôi lập công bồi đức thì may ra tôi mới làm. Ờ, thì cũng được, để nói chuyện cá nhân của người đó, thì tôi đâu có bắt buộc ai xác nhận mình hãy cùng nhau lập công chuộc tội. Có người nào nghĩ rằng mình giỏi mình hay mình chỉ lập công bồi đức thì cũng được đi, thì cứ làm được gì làm đi, thông báo cho người thì được, rồi từ từ thì Thượng Đế mở huệ nhãn ra thì lúc đó mới biết là mình ngu và sắc sược như là quỷ sa tăng. Khi mà kiêu ngạo là mình là bị quỷ nó nhập rồi mà không biết đó. Thì nói là lập công bội đức, xin lỗi mẹ dùng chữ lập công chuộc tội đi cho nó đúng nghĩa. Tôi là thành thật lắm, thánh giống là người Việt Nam mà rất là thành thật, mà sự thật là sự sống, mà sự thật là Phật đó, nghe không? Nhiều người nói Phật Phật nhưng mà hiểu Phật là gì không? Tôi là y thiền sư Phật sống của càn khôn nè, mà đồng bào hiểu chữ Phật là gì không? Phật là đi từ sự thật mà ra, mà sự thật là sự sống, mà sự sống là sự sáng từ đâu mà có? Sự sáng là từ Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng mà có, đó là tổ trời đó, đó là cha trời, đó là thiên thượng, đó là ông thiên, đó là ông trời đó, đó là Chúa Cha đó, đó là Đức Cha Trời Thượng Đế toàn năng đó, nghe không? Thì vấn đề nó vậy. Đổ dùng chữ lập công bồi đức tôi nghe chói tai lắm, cá nhân tôi không dám nghĩ đến chuyện đó, tại vì tôi làm việc lập công chuộc tội, nghe không? Thì vấn đề bây giờ đồng bào đã làm chưa, ai chưa làm thì đây là cơ hội tốt nhất. Lời kêu gọi này cho Việt Giang, Việt Cộng là Việt và Việt Kiều, tôi nói rõ lắm nha, Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều, cá mè một lứa, đứa nào cũng có tội hết à. Tại vì hầu hết là có tội, tội thờ ơ vô trách nhiệm. Tôi hỏi đồng bào nè, đa số tức là 99,99999% đã và đang thờ ơ vô trách nhiệm đối với việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại mà tôi đã thông báo 15 năm nay. Thì tôi hỏi bây giờ mình đổ thừa ai, kết án cho ai đây? Việt Giang, Việt Cộng hay là Việt Kiều? Ở đây tôi thấy là đa số Việt Kiều là thờ ơ vô trách nhiệm, đa số Việt Cộng thờ ơ vô trách nhiệm, đa số Việt Giang thờ ơ vô trách nhiệm đối với việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại.
là bởi vì đa số chúng ta chưa có thật sự sám hối, đa số chúng ta chưa có thật sự ước ao được lập công chuộc tội. Đó là lý do tại sao mà huệ nhãn của chúng ta đen hơn mõm con chó mực đó, nhìn hoài những phép lạ này mà nhìn hoài nhìn không ra, thì làm sao mà có thể nhập cuộc được. Làm sao để huệ nhãn được sáng lậu lậu, trước tiên là chúng ta phải sám hối từ cái tâm của mình, cùng lúc cầu xin cha trời thượng đế toàn năng tha tội cho mình, và đứng có thể tha tội cho mình và cứu rỗi mình, đó không ai khác là cha trời thượng đế toàn năng, là ông trời, là thiên thượng đó, là chúa cha đó, mà đứng gần nhất, đại diện và quan trọng nhất và cao cả nhất, đóng vai đại diện của thiên thượng, của chúa cha, của ông trời, của ông thiên, của thượng đế là ai? Đó là cha trời Giêsu. Đồng bào nhớ tôi nhắc nhở nha. Cha trời Giêsu, ngài chính là đứng đại diện cao cả nhất của thiên thượng. Ngài chính là đứng đại diện cao cả nhất của tổ trời, của ông thiên, của ông trời, của chúa cha, của thượng đế. Ngài là Thiên Chúa Giêsu. Ngài là đứng đại diện cao trọng và quan trọng nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Không có một kẻ nào được cứu rỗi nếu không có hồng ân của Ngài ban cho. Tôi nói rõ và nói chắc như thế là bởi vì Thượng Đế mở miệng cho tôi nói, và tổ tiên Việt Nam chúng ta chứng giám và yêu cầu tôi phán bảo như thế theo lệnh của Thượng Đế, và hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong chứng giám và yêu cầu tôi phán bảo như thế. Những ai tin hay là không tin đó là quyền cá nhân của mỗi người, tôi đâu có quyền gì mà ép buộc ai. Nhưng mà tôi khuyên đồng bào nhân loại hãy nghe lời tôi hướng dẫn và khuyên bảo, bởi vì đây là sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho và bảo tôi thông báo cho đồng bào nhân loại được biết gấp, và đồng thời thông báo cho người Việt Nam chúng ta cũng như cho bất cứ ai biết được những phép lạ này, những mặt khải này, thì hãy mau mắn thông báo cho nhiều người được biết gấp. Thì những kẻ đó sẽ được hưởng tràn đầy hồng ân của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho đời này và mãi mãi đời sau, đời đời chẳng cùng. Và thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì tại Việt Nam đang rúng động bởi vì chính quyền Cộng sản thì theo dõi việc làm của chúng ta kỹ càng lắm, và họ rất khiếp sợ trước quyền năng của Cha Trời Giêsu và quyền năng của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong từ Bắc chí Nam, từ Nam ra Bắc, sẵn sàng tiêu diệt họ và gia đình họ, bởi vì những anh hùng chiến sĩ này đã hy sinh cho họ được sống, những anh hùng chiến sĩ này đã hy sinh cho Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều được sống đến ngày hôm nay. Thế mà bọn Việt Giang và Việt Cộng đã và đang phạm những lỗi lầm quá là trầm trọng, bởi vì họ đã bán rẻ linh hồn của họ, và họ đã và đang đầy đọ buôn bán dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là bọn Việt Giang và Việt Cộng, và bọn Tàu Cộng, và bọn con buôn tham nhũng thế giới đã và đang làm như thế ở tại đất nước Việt Nam chúng ta. Nói riêng và nói chung ở khắp quả địa cầu cũng đang bị ảnh hưởng xấu, tai hại vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt bởi bọn Cộng sản và bọn Việt Giang và bọn Tàu Cộng và bọn con buôn thế giới đầu cơ tích trữ, buôn bán vũ khí, gây chiến tranh để làm giàu. Và nói đến đây thì chúng ta cũng đừng quên là cái bọn Việt Kiều của chúng ta.
lỗi lầm cũng gần nặng bằng bọn cộng sản và bọn biệt gian. Bởi vì nếu mà mình xưng mình là người hiểu biết, người có đạo đức, người có gương mẫu, gương mực, mẫu mực, thì mình không thể nào làm ngơ trước những phép lạ vĩ đại mà Thượng Đế đã tỏ hiện ra cho người Việt Nam chúng ta được biết trước, cho Việt Kiều được biết trước. Bởi vì tôi cũng nằm trong cái đám Việt Kiều, đúng không? Tại cũng là Việt Kiều. Nhưng mà Việt Kiều này là Việt Kiều sám hối. Tôi xin được làm sám hối, tôi xin được làm Việt Kiều sám hối. Sám hối, lập công, lập lập công gì không, xin lỗi, tôi không có, tôi là Việt Kiều cái gì, lập công chuộc tội à, chứ đừng nói tôi không có lập công bội đức, này tôi không có đức độ gì hết á. Những ai mà hóc hóng hách đòi lập công bội đức thì cứ lên tiếng đi, rồi lơ mơ là bị quỷ Satan nó bắt rồi đáng chịu quá. Thì thưa đồng bào, cái đám Việt Kiều đa số chúng ta tội nặng cũng giống như bọn Việt gian và bọn Việt cộng vậy đó. Iran à, tại vì thờ ơ vô trách nhiệm. Nằm ba tưởng tượng đi, mình sống ở xứ tự do, mình nhận được những hình ảnh này mà mình lại không có thông báo cho nhiều người được biết. Đa số chúng ta chưa làm, chưa có phụ tôi gì hết á. Những vậy mà có một thiểu số còn hóng hách, khinh bỉ, coi thường, rồi thọc để bánh xe, vân 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 vân. Tôi chỉ tội nghiệp cho những người đó, bởi vì những người đó đã lần lượt bị tiêu diệt bởi hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong, và cũng như đời sống của họ càng ngày càng kém may mắn, bởi vì họ đã khinh thường luật định của Thượng Đế ban cho, bảo tôi thông báo cho họ mà họ lại khinh bỉ, rồi quậy phá, rồi vu khống mạ lị việc làm Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại. Thành ra những người đó bây giờ họ khổ lắm, họ sống như chết vậy đó, sống mà dân tôi nói là khổ lắm. Mình thấy tội nghiệp cho họ thôi mà mình cũng chẳng giúp đỡ gì được họ được, bởi vì họ chính họ họ phải thật sự sám hối, lập công chuộc tội thì họ mới có thể được giải thoát. Thì thưa quý vị, ở đây tôi nói cho đồng bào được biết là đồng bào cần phải phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để kêu gọi cái đám truyền thông truyền hình thế giới nhập cuộc để cho công cuộc giải phóng Việt Nam chúng ta được mau chóng thành công, và đồng thời chúng ta mới mau mắn phụ giúp nhân loại một cách sung mãn hơn, bởi vì Thượng Đế đã mời gọi Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta sống phụ làm gương cho nhân loại, là hãy sống thuận theo ý trời, bằng ngược lại thì sẽ bị trời phạt. Thì bây giờ chúng ta cần có ở Việt Nam khoảng chừng 5 triệu người được biết, thì lúc đó là lúc mà Cộng sản, nếu mà chúng nó chưa có trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính tôi, Minh Vương Việt Nam, cùng đồng bào Việt Nam chúng ta làm việc, thì chúng nó sẽ bị người dân nổi dậy và sẽ bắt chúng nó và sẽ đập chúng nó bằng roi mây. Còn những thằng nào ác quá đó thì hoặc là bán nước, bán biển này kia, bán đất này kia đồ đó, thì và những kẻ nào nó ác quá đó thì chúng nó sẽ bị chính người dân địa phương ở tại đất nước Việt Nam chúng ta xử tử hình tụi nó. Thì lúc đó tôi không có can gián gì được, mà cũng chẳng có ai can gián gì được hết, bởi vì đó là cái sự uất ức của người dân đó. Người ta đau khổ quá thì người ta thấy những cái thằng ác độc quá nó không đáng sống, thì nó thì đồng bào xử nó, xử họ để thì họ ráng chịu thôi, tôi không có can được nữa. Và ở tại Trung Cộng cũng như tất cả trên thế giới cũng sẽ bị như thế. Những kẻ nào mà những đất nước nào mà độc tài mà ác độc á thì sẽ bị người dân xử đó. Bởi vì thứ nhất á, tôi cho đồng bào biết luôn là nếu mà thế giới tránh được đệ tam thế chiến nhờ 12 phép lạ này mà tôi cảnh báo trên dưới 5 năm nay thì tốt, bởi vì thế giới rất là khiếp sợ. Các nhà lãnh đạo trên thế giới, những kẻ giàu có họ sợ lắm, họ sợ đệ tam thế chiến xảy ra thì những người còn sống sót đó, họ sẽ giết sạch các nhà lãnh đạo trên thế giới. Nói riêng và nói chung là tất cả những kẻ giàu có hung dữ ác độc đó sẽ bị giết sạch bởi những người dân sống cần cù đổ mồ hôi sốt con mắt. Thành ra
cộng đồng thế giới mà các nhà lãnh đạo và những người giàu có họ sợ lắm, họ sợ để tam thế chiến xảy ra, thành ra họ họ tìm cách họ tránh, bởi vì tôi đã cảnh báo cho họ biết rồi, thành ra họ họ nghe lời. Thì bây giờ chúng ta có thể nói là tạm ổn, thí dụ chiến tranh đệ tam thế chiến sẽ tránh khỏi nhờ 12 phép lạ này cảnh báo cho họ. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ nhân loại đang đối diện với cái chuyện mà thiên tai, tức là động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ có hàng tỷ người thiệt mạng, và sẽ có nhiều quốc gia trên thế giới bị nhận chìm xuống đáy biển, và nền kinh tế thế giới sẽ suy đồi, và lúc đó là những người nghèo khổ người ta sẽ nổi dậy, người ta cũng sẽ hạch hỏi và xử tội những kẻ giàu có hung dữ ác độc. Thì đồng bào nghĩ sao? Cái đám mà lãnh đạo thế giới hoặc là cái đám mà giàu có hung dữ ác độc cũng khó sống lắm. Ngoại trừ bây giờ họ phải lo thông báo những tin mừng phép lạ này đến cho nhiều người được biết. Nhờ đó mà chúng ta nhân loại có thể giảm được sự thiệt hại khi mà động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Kính thưa đồng bào thân mến, đó là sự thật mà chúng ta đang đối diện. Đồng bào nghĩ coi, còn cách nào khác nữa không?